chào chị ạ. Em là hàng xóm mới chuyển về cái nhà bên cạnh nhà chị. Hôm nay em sang đây em chào hỏi chị. Vâng, mời chị vào nhé. Thế chị vào, em đóng cửa đi ạ. Ôi, nhà chị đẹp thế. Ui dồi ôi, mai sau cái nhà bên cạnh của em ấy, em cũng phải trang trí nhà chị mất. Ui dồi ôi, sao trang trí gọn gàng mà đẹp thế nhỉ. Nhà tôi đang vẫn đang bừa bộn chút nên là chị thông cảm nhé. Ôi dồi ôi, chị cứ khách sáo như này mà bừa bộn. Ôi dồi ôi, không cả cùng tranh nữa à. Ôi dồi ôi, em nói thật với chị nha, chị sao chị vừa xinh chị vừa khéo thế này thế. Ôi dồi ôi, đẹp thế, nhiều tranh. Ôi dồi ôi, tôi tập tệ vẽ vời chút thôi mà biết chút chút thôi chứ không giỏi giang gì đâu. Ôi giời ơi, chị này nữa, chị cứ khiêm tốn làm gì. Em nói thật với chị nha, mấy cái bức tranh này của chị mà đem đi mà triển lãm ấy, ôi giời, nhiều người người ta tranh mua chẳng được ấy. Ôi giời, chị vẽ công nhận là phải đẹp ấy. Chị khéo mồm thế. Ôi giời, chính chị là người khéo mồm ấy, chưa ai khen em khéo mồm đâu. Mọi người toàn bảo em là ít nói rồi hiền lành chất phác thôi chứ chẳng ai nói thế cả. Chị là người đầu tiên khen tôi như thế đấy. Ai á cũng bảo tôi á bụng thối bụng nát. À thế à, thôi em nói thật với chị tin họ làm cái gì. Chị tin em đây này, em á ở đây bây giờ ở đây lâu á, bây giờ hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau chị cũng phải tin em. Nhưng mà hôm nay em bảo chị này, em cũng sang đây chơi chị chẳng có gì nhiều đâu, tấm lòng thôi, mua tặng chị hộp bánh. Người ta bảo là nhá, bán anh em xa mua láng giềng gần, có gì chị ơi em câu nhé. Tôi cảm ơn, có được hàng xóm dễ thương như chị vui quá đấy. Trời ơi, em có được hàng xóm khéo tay như chị em được nhờ đấy. Thôi em đi về em chào hỏi bên cạnh nhá, có gì ơi em câu nhá. Rồi em về đây, công nhận là nhà đẹp mà. Ôi, bao giờ em cũng phải làm nhà như nhà chị. Em đi đây. Anh về rồi đấy à? Được tắt qua anh về hơi muộn. À, mà hàng xóm mới chuyển đến em, anh thấy đồ đạc nội thất bất đời ngoài lang nhá. Em kể cho anh nghe chuyện này hay cực. Ừ, chuyện gì? Hàng xóm mới chuyển đến á, đáng yêu cực kỳ luôn. Bà đâu à? Đâu, gia đình mà. Ý là cái chị hàng xóm mới chuyển đến á, chị dễ thương lắm. À, thế đáng yêu thế nào? Chị à, tính tình sởi lời cực kỳ nhá. Sang nhà mình nhá, cho bánh này rồi á, khen em hết lời luôn. Khen thế nào? Ờ thì khen em xinh này, khen em vẽ đẹp này, rồi khen em dễ thương nữa. Thật đấy? Vâng. Này, mắt người ta có được bình thường đấy em? Họ không đeo kính đúng không? Anh cứ nói linh tinh, mắt hơi bị sáng đấy. Thế anh không thấy là vợ anh á, vừa khéo tay vừa xinh xắn thế à? Ừ, khéo tay, kéo đến mức mà suốt ngày phải đi ăn hàng nhờ. Thôi, nói chung là hàng xóm rất dễ mến, em rất thích chị ấy. Thôi nói nào chứ nhìn mặt không bắt được hình dong đâu em. Nói chung là cứ phải tiếp xúc dần dần rồi hãng đánh giá. Chẳng nói chuyện với anh nữa, bực mình. Anh đi thay đồ đi. Đấy, cho cô ngồi đấy mà hâm mộ chị ấy nhá. Thôi để chị về, chị lấy hộp bánh anh chị em mình ngồi nói chuyện. Thôi, chị cứ ngồi đây để trò chuyện đã. Chị cứ chủ đáo quá làm em phát ngại đi được. Ừ thôi thế cũng được, nhưng mà chị nói thật nhá, chị em quý nhau chị mới thế chứ bây giờ mấy cái bà ngoài này chị có sao chơi bây giờ đâu. Mời chị sang chị chẳng thèm sàng chứ. Thế ngồi buôn dưa lê thì vào thay quần áo ngồi nói chuyện cho tiện chứ sao lại như thế. Em mới đi làm về. Thôi được rồi, chị ngồi đây chờ em chút nhá. Em vào thay quần áo rồi ra chị em trò chuyện sau nhá. Cứ đi vào đi, không phải lo đi, nhà cửa chị trông chưa nhá. Thôi cứ đi vào đi mà thay quần áo đi, nói chuyện cho nó dễ. Chứ không á là không nói chuyện được đâu. Thoải mái, không nói chuyện thoải mái được đâu. Ôi trời ơi, lạnh thế. Này, thay xong chưa? Vâng, đang thay à? Thế thôi chị, trong khi đợi thay thì chị về chị lấy hộp bánh nha. Chứ bây giờ ngồi sang nói chuyện chán lắm. Vẫn lấy hộp bánh về ăn cho nó thoải mái. Rồi, chị đi nha. Nhớ trong nhà cửa không là bây giờ nhiều trộm cắp lắm đấy nha. Mẹ, ông đã nghe cái chuyện mà đêm qua chung cư mình mất cắp chưa? À, tôi có. Thế bảo là ồn ào suốt cả đêm qua nhở? Khiếp đùa đấy, giờ trộm cắp như rươi ấy. Ông đi đâu ấy là phải khóa cửa cẩn thận vào. Công nhận này, tôi nghe đồn ở nhà đấy tận mấy cái ổ khóa mà vẫn mất là thế nào ông nhở? Trộm giờ toàn trộm công nghệ thôi, ông có đến chủ cái ổ khóa thì vẫn thế. Tốt nhất ấy
tiền ấy là ông gửi ngân hàng, còn vàng bạc ấy chỗ nào kín kín mà giấu à? Ừ, thế chắc tôi phải về nhà tôi xem mấy cái ổ khóa nhà tôi đây. Ông cẩn thận nhá, xem luôn mà thay ổ khóa đi. Ừ ok, cảm ơn ông nhá. Taxi không? Không, hôm nay một chị bạn ở cơ quan đèo em về, em hỏi chị ấy thì ấy cũng bảo là không biết. Số em dạo này đen đủi, mất bao nhiêu thứ, mất son, mất phận, mất tiền. Bây giờ đừng mất điện thoại nữa. Này, em nhớ lại xem, chứ lúc em về nhà, có ai đến đây? Không có ai đến cả. Lúc nãy em ở đằng sau nhà thì chị Hoa có đến một chút thôi ạ. Cái gì? Chị Hoa? Chị Hoa hàng xóm đấy à? Thôi xong rồi, anh biết ai lấy rồi. Ai à anh? Chính bà Hoa đấy. Anh nói thật chứ? Anh nói dối làm gì? Chính mắt anh vừa thấy bà Hoa ăn trộm đôi giày mà hàng xóm. Sao bà Hoa lại có tính ấy được nhỉ? Bà ấy kinh tế cũng tốt mà. Mà bà ấy quý em lắm, suốt ngày sang đây cho bánh còn gì. Anh đã bảo em rồi, đừng vội nhìn mặt và bắt hình dong. Nhiều nhà người ta kinh tế ổn định, có cái tính tắc mắt ăn trộm vẫn như thường đấy. Em khổ thế, điện thoại là mới mua, bây giờ em phải làm sao đây? Thôi được rồi, để anh tính vụ này, để anh xử lý nhá. Các em đến gặp luật sư có việc gì nhỉ? Tình hình là vợ em thì là thời gian vừa rồi một vài lần là cái máy có cầm nhầm một vài cái đồ dùng sinh hoạt của hàng xóm
mang về nhà. Và bây giờ hàng xóm họ đã quay lại clip, có một vài tấm ảnh, gọi là có bằng chứng. Và bây giờ em muốn xin sự tư vấn của anh về trường hợp này. Có nghĩa là em đây là vợ của em đúng không? Là đã sang các cái nhà hàng xóm, sau đó thì gọi là lấy trộm cắp đồ đạc của nhà người ta đúng không? Thì cụ thể là em đã trộm cắp những cái đồ đạc nào? Em có điện thoại ạ, tiền ạ. Điện thoại và tiền, đúng không? Tiền thì bao nhiêu tiền? Mấy triệu ạ. À, mấy triệu đúng không? Thế còn điện thoại thì giá trị khoảng bao nhiêu? Điện thoại iPhone X ạ. À, thế còn lại thì hiện nay thì người ta đã phát hiện ra đúng không? Chụp ảnh lại được hả? Và người ta đã tiến hành là báo cơ quan công an chưa? Chưa. Báo cơ quan báo trước cho mình thì cũng muốn là giải quyết trong cộng đồng xóm giềng với nhau. Thì bây giờ theo anh là bây giờ gia đình nhà em phải nên làm như thế nào ạ? Tại vì bây giờ người ta cứ dọa em thì em cũng sợ. Với cả vấn đề là em vừa có em bé được 2 tháng mà bây giờ em đi tù thì em cũng biết phải làm thế nào cả. Anh có gì anh tư vấn giúp gia đình em với ạ? Thì đối với lại cái hành vi của em như thế, theo quy định của Bộ Luật Hình Sự ấy, thì cụ thể là cái điều 138 của Bộ Luật Hình Sự về tội trộm cắp tài sản thì đã có quy định là người nào mà trộm cắp từ 2 triệu đồng trở lên hoặc đến dưới 50 triệu đồng thì đã là có cái đấy là cái hành vi mà đã có thể khởi tố và truy cứu về cái tội liên quan đến trộm cắp tài sản theo quy định tại điều 138. Và cái hình phạt cho cái hành vi này ấy, là nếu mà dưới 50 triệu đồng thì mức phạt tối đa là đến 3 năm tù. Đấy là cái mà các em cần phải biết các cái quy định của pháp luật. Vâng anh ơi, thế ví dụ trong trường hợp mà em có thai thì có được giảm nhẹ tội không ạ? Hay là có như thế nào không ạ? Hiện nay thì em đang có thai đúng không? Ừ, dạ vâng ạ. Thì theo quy định tại điều 61 của Bộ Luật Hình Sự là về việc hoãn chấp hành hình phạt tù, trường hợp mà em mà bị khởi tố rồi truy tố và bị tòa kết án về cái tội hình sự là tội trộm cắp tài sản, nếu mà em đang mang thai hoặc là nuôi con mà dưới 36 tháng tuổi thì cơ quan thi hành án cho phép đó là được hoãn chấp hành hình phạt tù. Có nghĩa là khi mà em phải nuôi con em đến 36 tháng tuổi thì bắt đầu em mới đi chấp hành hình phạt cải tạo theo cái bản án. Anh ơi, đây là ví dụ mà trong trường hợp mà gia đình nhà em sang bên gia đình hàng xóm ấy, mà có chút thương lượng cả xin lỗi thì chắc nếu mà người ta có ý định là không kiện em nữa thì chắc là không bị sao đúng không ạ? Thì nếu mà gia đình em mà sang thương lượng và đền bù các cái thiệt hại và tài sản đã mất và em trả lại cho người ta và người ta không báo cơ quan công an, cơ quan cảnh sát điều tra không biết được cái hành vi trộm cắp của em không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thì lời khuyên của anh đó là thứ nhất là cái hành vi mà trộm cắp tài sản là một hành vi mà xâm phạm đến cái quyền tài sản của người khác, và thứ hai thì đó là bị chịu về cái trách nhiệm hình sự và hình phạt có thể là đến 3 năm tù mà em đã chiếm đoạt từ 2 triệu đồng trở lên. Thì anh nghĩ là đây là cái bài học cho em trong cái việc là không nên trộm cắp tài sản của người khác. Và thứ hai là trong trường hợp này thì em cũng là đang có thai nữa, nó cũng ảnh hưởng đến cái sức khỏe của thai nhi. Thế vì vậy mà em và gia đình nên tiến hành là xin lỗi những cái gia đình mà bị em trộm cắp, và thứ hai là trả lại những cái tài sản đã mất, và có thể là yêu cầu hoặc là xin họ là không tố giác cái hành vi này ra các cái cơ quan chức năng để không bị khởi tố. Vâng, anh ơi, thế bọn em cảm ơn anh. Bây giờ gia đình nhà em về bên gia đình kia để xin lỗi xem có cách gì, chứ không đi tù thì em không biết phải... Em đã biết cái quy định rồi đúng không? Vâng, xong rồi có gì mà thắc mắc thì em sẽ gọi điện hỏi anh tiếp ạ. Chào hai vợ chồng. Cảm ơn anh. Chào em. Chào em.